Thế nào mình cũng thấy được, nhưng mà nếu như mà đẹp thì ai không thích. Càng đẹp càng tốt á. À, để tôi coi nhà gái. Thấy sao ạ? Trời ơi, vậy mà nói già cái gì không biết. Tự nhiên nói về hưu tôi tưởng đâu già lắm đó chứ. Đây còn chưa về hưu nữa, đó sao về hưu? Nhà trai tôi tình hình cũng duyên số lận đận vậy đó. Thấy bên đó là quá lận đận hơn bên này luôn á. Bên này mới lận rồi bên đó mới 2 lận nè. Chị bao giờ thấy ăn sầu riêng thoải mái chưa? Em ăn lận 10kg lận. 10kg hả? Giờ tôi cho chị ăn lần 10 tấn luôn. Ăn lần 10kg nhưng mà nhiều khi không có tiền cho nên là mua 5kg thôi. Bây giờ ăn không tốn tiền luôn. Không có tiền chắc ăn 20kg. Trời ơi. Tôi tên là Nguyễn Như Tiên, sinh năm 1971, đang sống tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Làm gì Bình Dương anh Tiên? Thì ở trên nhà có xây được cái nhà yến để thu hoạch với lấy làm vườn. Làm nhà yến đó hả? Ăn mấy ký? Ăn cũng được 2-3 ký. Trời ơi. Trời ơi. Rồi mình trồng cái gì trên vườn đó anh Tiên? Trồng sầu riêng. Vừa nuôi yến vừa trồng sầu riêng. Dạ xin mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. À, tôi là Mai Thị Trang, sinh 1976. Trước đây là tôi kinh doanh chợ Tân Bình á, nhưng mà năm nay tôi về hưu rồi. Kinh doanh mà cũng về hưu à? Dạ kinh doanh mà về thì từ cho mình về hưu không được vậy. Vậy là hiện tại đang sống ở đâu? Quận Tân Phú đây nè. Dạ. Rồi bây giờ anh Tiên nè, ở Bình Dương có mình hả? Có con trai đây, hai cha con ở với nhau. À, con trai rồi, con trai mấy tuổi rồi? Con trai này 15 tuổi. Tổng cộng là 3 đứa con. Con lớn nhất là nhiêu? Con lớn nhất thì 20, kế thì 15 tuổi. 15 này. Là con nhỏ. Nhỏ này mới 6 tuổi. Cũng khá còn quá ha. Hai lần ly hôn rồi. Là ở nhau được 12 năm. 12 năm, hai đứa con, hai đứa nhỏ là vợ với ai? Ở với tôi cả. Rồi sau 12 năm ly hôn người vợ đó, rồi bước tiếp thêm bước nữa. Đúng rồi. Mấy năm? Được 3 năm. 3 năm có 1 đứa con. Đúng rồi. Mấy tuổi? Năm nay 6 tuổi. Còn chị Trang thì sao ạ? Chị ly hôn gần 20 năm rồi. Có một con trai nhưng mà cháu cũng đang vô đại học năm 2, chuẩn bị vô năm 3 nè. Chị Trang nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của chị là rất là nhanh nhẹn, cái gì chị làm được hết á. Dạ. Nhưng mà khuyết điểm cùng nó luôn. Tại vì nhanh quá cho nên ẩu, hư bột hư đường hết. Còn anh Tiên, ưu điểm khuyết điểm anh là gì? Thì cũng mãi chủ yếu công việc thôi. Suốt ngày lo cho em Yến ha. Sầu riêng trồng được nhiều không anh? 2 hecta. Trời ơi 2 hecta giờ khá lắm mà nha. Bây giờ anh muốn có người vợ tương lai, một người gọi là trí âm tri kỷ thế nào? Thế nào cũng thấy được, nhưng mà nếu như mà đẹp thì ai không thích. Càng đẹp càng tốt á. À, để tôi coi nhà gái. Thấy sao ạ? Trời ơi, vậy mà nói già cái gì không biết. Tự nhiên nói về hưu tôi tưởng đâu già lắm đó chứ. Đây còn chưa về hưu nữa, đó sao về hưu? Nhà trai tôi tình hình cũng duyên số lận đận vậy đó. Thấy bên đó là quá lận đận hơn bên này luôn á. Bên này mới 1 lần rồi bên đó mới 2 lần nè. Mình cũng phải đổ cái xuôi đâu là duyên nợ đi ha. Hết duyên rồi đi thôi. Nhà gái thí dụ về Bình Dương được không? Khi thích thì tạo điều kiện, mà không thích thì viện lý do thôi, chứ đâu đi được hết. Cho một mẫu hình người yêu lý tưởng chồng tương lai luôn. Chỉ cần ra ngoài cương với ai được, mà về nhà với vợ là nhu được rồi. Ra thương thì thế nào cũng nhu được. Mà giờ không thương là cương hả? Nhu với cương này mà ngày xưa cái cuộc hôn nhân của chị nó đổ vỡ không? Nói chung ngày xưa là hai vợ chồng cũng dành nhau cầm tay lái á, cho nên nó lật. Không ai chịu ai hết hả? Nhưng mà lần này chắc kinh nghiệm, ngồi sau ôm cho chắc. Chị, nhưng mà sao tại sao 20 năm qua chị không có tìm cho mình một cái người nào để mà đi cùng với mình hết? Tại vì biết sao lúc trước cực quá lo làm. 20 năm mà nói chung là ly hôn là không trừ cấp nuôi con, không chia tài sản. Cho chồng hết luôn. Vậy đó hả? Thế là lo làm nuôi con á, thấy con tội. Thấy tay chị Lâm. Trời ơi. Nói chung cái chính á là có người khác. Có người khác? Tại chị lo làm ăn quá. Mình khép cái đó lại đi chị ha. Thật ra chị còn rất là trẻ luôn á. Xinh đẹp nha. Không có gì phải lo hết trơn á. Có bao giờ chị khóc nhiều như vậy chưa? Ở nhà là vui buồn gì cũng cứ em có nào khác. Vẫn bình thường. Một mình chịu hết. Không có chia sẻ với ai hết. Em có thể ôm chị một cái được không? Thật ra thì khi mà người ta nuôi con á, biết yếu đuối với ai bây giờ?
đôi khi những cái lúc mà mình ốm đau mình cũng không dám nói, tại vì nói thì mình sẽ gây thêm một cái sự lo lắng cho những người xung quanh, và thậm chí là lo thêm sự phiền muộn cho ba mẹ nữa. Ba mẹ đôi khi cũng sẽ trách lại là đó, ly hôn làm gì để bây giờ khổ. Đã lúc mình phải được hưởng cái hạnh phúc. Em hy vọng là sau ngày hôm nay, những cái gì mà nó tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất, nó sẽ đến với chị. Thôi cảm ơn em. Chị có bao giờ thấy ăn sầu riêng thoải mái chưa? Em ăn lần 10kg lận. 10kg hả? Giờ tôi cho chị ăn lần 10 tấn luôn. Ăn lần 10kg nhưng mà nhiều khi không có tiền cho nên là mua 5kg thôi. Bây giờ ăn không tốn tiền luôn. Không tốn tiền chắc ăn 20kg. Trời ơi, Yến nhà mình nữa thấy bình yên chưa? Không phải lo gì được chưa? Thấy ok đó. Ok. Bây giờ chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè, chị nói em nhào ôm nó em coi cho. Nói chung là ngoài hình ưa nhìn dễ nhìn được rồi. Cao nhiêu, cao nhiêu? Không cần, tới tuổi này rồi còn đòi hỏi gì dữ vậy? Đòi hỏi nhiều quá. Bây giờ mình hỏi người thân đi ha. Anh đi với ai? Có bà dì với ông cậu. Dạ. Chào cậu, chào dì. Xin chào Quyền Linh và chào Ngọc Lan. Dạ. Cháu tôi nó lo nên làm riết mà đến lúc vợ nó chán nó bỏ nó đi. Tôi thấy bên dạ, nhà gái này thì thế là cũng là hoàn cảnh thế cũng rất là tồi chứ không phải không. Cậu thì cậu rất ủng hộ. Dạ. Cảm ơn cậu. Đi với ai? Đi với một người bạn và người cháu. Người bạn, người cháu hả? Em xin chào hai MC dễ thương. Chào chương trình. Chào khán giả xem tại truyền hình. Em bạn của Trang. Chơi với nhau rất là lâu rồi. Bên nhà trai thì em thấy về công việc thì cũng ổn định. Cho nhau một cơ hội bấm. Em thích là như vậy. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở ra. Mở ra. Bây giờ hai người thoải mái nói chuyện nha anh Tiên ha. Bắt đầu đi anh. Người nông dân gặp người ở đây là quà thị. Quà của anh đây. Sản phẩm Dạ em cảm ơn. Đây em có quà nhỏ tặng anh. Em cảm ơn. Cứ giữ ra xem. Để đi đi hái yến để ấm chân. Dớ. Cái này là cây nhà lá vườn. Giá trị lắm mọi người ơi. Vừa nãy anh chỉ băn khoăn là em thì buôn bán ở thành phố lâu rồi. Dạ. Thì thấy có về quê được không? Thì em về đó em còn buôn bán sầu riêng với bán yến có gì đâu. Vậy mà. Anh thì anh chỉ vẫn muốn là người phụ nữ thì nếu về thì trong một gia đình người phụ nữ vẫn có một cái chút thiệt thòi. Em phải nội trợ, em thí dụ như là phải cơm nước. Người phụ nữ anh ly hôn lần thứ hai á, là người ta nói là tôi về tôi làm ô xin cho cha con anh. Người ta nói vậy nghe nó không thể ở được. Yến này thuê người hái, sầu riêng thuê người chăm, nên thành phố ở không được mà. Là nói chung là con thì nó còn đang nhỏ cho nên là giao hết để mà đi thì cũng chưa được. Dạ, yeah. Nhà em thì hai mẹ con nhưng mà con em thì sắp tới nó đi du học rồi cho nên có mình em thôi. Tôi thấy hai nhà đều có điều kiện như nhau hết. Giống như chị nói cũng được và giống như anh nói cũng được. Bây giờ mình về dưới mình chăm sóc sầu riêng tuần, hai tuần. Cái mình dòng lên, mình ở vài ngày. Mình nói chung là gì? Cứ đi lên đi về vậy đó. Có điều kiện với nhau. Đúng rồi. Quan trọng là anh chị có thương nhau hay không thôi. Dạ. Còn nếu mà kẹt quá, sầu riêng hai thét để tôi lo. Khi mà yêu nhau rồi thì chuyện nó không có khó. Chị gặp anh Tiên, chị cảm giác sao? Thấy người đàn ông này sao? Thấy cái chất phát đầu tiên còn ở trong thì không biết. Đúng. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm à. Còn anh Tiên nhìn thấy chị Trang sao? Trẻ, đẹp, xinh. Trời trời, tôi nói nghe. Mà về tút một cái đẹp trai liền luôn. Trời ơi, coi người nào thấy nhìn không có tóc gì đâu bạc hết trơn vậy đó. Nhờ vậy lo vườn ao chuồng quá. Mặc đồ vô ngon lành cái là coi như khác liền á. Trời ơi, coi tôi giống là đứng đây. Thì là nông dân cho nên là cứ sống. Mình hưởng thụ đi, mấy đứa nhỏ nó lớn hết rồi. Tụi nó lớn hết rồi. Nhỏ lớn không được mặc áo dài. Để tụi nó lo. Lần đầu tiên hả? Đó. Bây giờ nè, hai tay nắm vậy coi. Thấy ấm rồi đó. Thấy chưa? Mọi người thấy hợp lý không? Bây giờ hai người đến với nhau, tri kỷ, tri âm, lo nhau về già. Cho thuê nhà mấy chục triệu cầm sống về nhà không sống. Đỡ tốn tiền mắc mớ gì không về đúng không vậy? Chị thuê nhà 20 triệu xong rồi chị thuê thêm người giúp việc nữa. Chị trích ra có 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu thôi. Đó, ông muốn ăn món gì cũng ăn. Sầu riêng mình thu, yến mình thu,
Mắc mơ gì cũng về đúng có không? Có lý à, có lý à. Quan trọng hai anh chị có hợp hay không, cái nắm tay để coi ngồi đi. Đó, nắm tay lâu lâu cái coi. Bao nhiêu lâu chưa nắm tay đàn ông? Gần 20 năm. Tại vì đang tính á, là 20 năm là sẽ đặt nhà hàng làm một cái kỷ niệm ly hôn 20 năm. Nhưng mà không ngờ thì hôm nay lại lên chương trình nè. Để kiếm tri kỷ à. Cho nên là cái ý định đó bỏ rồi. Bây giờ là 20 năm tình yêu mới. Đúng rồi. Được không? Chị thấy ấm áp không? Ấm rồi đó. Anh có đồng ý về Tân Phú không? Vẫn sầu riêng với Yến. Cái này là vừa như em nói, con người nó chất tác, nó cứ có gì nói bằng cái bản chất của mình thôi chứ không nói trái đi được. Nói không hai cái hết đó, bán không mặc cái nhà ở Tân Phú đó. Thì rõ ràng là biết là vậy, nhưng mà mình cứ nói về đi được tình yêu lúc đó tính sao, đúng không? Chị có đồng ý về Bình Dương không? Về chứ. Thấy chưa? Bình Dương đây gần mà. Bây giờ nói lại cho người ta yên tâm rồi nè, anh có chịu về Tân Phú không? Chịu. Chịu. Chịu thôi. Lúc về sống chung rồi, nó quen hơi rồi. Xin lỗi, giờ đi đâu cũng đi hết trơn á. Anh có thích người con gái đối diện không? Có. Có. Anh muốn về Tân Phú sống với chị muôn đời muôn kiếp không? Có. Có. Chị thấy người đàn ông trước mặt chị có đúng ý mình không? Đúng. Đúng. Chị có muốn về Bình Dương sống với răng lông đầu bạc không? Được. Được ha. Giờ hung vô má một cái thôi. Tập 20 năm rồi đó. 20 năm rồi đó. Chưa. Chưa nữa. Hung vô má lại một cái gì đó. Rồi. Có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Trời ơi. Bây giờ Ngọc Lan đếm nè. Chị đồng ý thì chị sẽ nói là chị đồng ý. Để Ngọc Lan bấm ha. 1 2 3 Chị có đồng ý hay không ạ? Chắc là chị không đồng ý đâu. Chị từ bỏ tiền ra mua sầu riêng ăn cũng được. Chắc là chị không đồng ý đâu. Chị từ bỏ tiền ra mua sầu riêng ăn cũng được. Anh có đồng ý không? Tức là người phụ nữ là người ta quyết định là chính. Em đã bảo là tự bỏ tiền mua sầu riêng này, có nghĩa là em không đồng ý. Rồi, bấm nút anh có bấm không? Có, đến đây là bấm. Rồi, bây giờ hai người ngồi vào ghế đi. Mình suy nghĩ lại. Nào. Để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của hai người nha. Nãy giờ chúng tôi đã tạo điều kiện mọi người nói chuyện và trao nhau những cảm xúc rồi. Quyết định sau 3 tiếng đến. 1 2 3 Vẫn như thế. Một người thì vẫn mua sầu riêng ăn riêng. Chị có thể cho biết lý do? Thấy anh hai đời thế ngại quá. Sợ làm một người thứ ba nữa. Với thêm nữa là ở trên này nó quen rồi. Đi về dưới xa xôi quá. Thật ra xa xôi quá. Đấy mới là vấn đề. Đúng. Chị sợ là chị phải về Bình Dương đúng không? Đó. Mình mong muốn chứ về Bình Dương liền thì cũng hơi khó. Anh Tiên thật sự thích cái mối quan hệ này. Ừ. Thì anh Tiên phải là người chủ động. Đúng. Anh ghé Tân Phú nhiều hơn, rủ chị đi chơi nè, đi uống cà phê tâm sự với chị. Thật ra phụ nữ người ta rất là dễ. Linh cũng biết anh là quen với ruộng vườn rồi, cũng khó thay đổi. Nhưng mình thử thay đổi một tình yêu của mình đi. Rất tiếc là hai người không có thể cho nhau cơ hội thôi. Chưa đủ thời gian để thuyết phục. Em nghĩ là nếu mà anh Tiên muốn thì anh Tiên sẽ làm được điều này. Anh cứ gửi sầu riêng lên suốt là bảo đảm nó thành sầu chung thôi. Anh nha. Rồi. Em tên Nguyễn Thị Thanh Nga, năm nay em được 43 tuổi. Em làm giày thể thao. À, làm giày. Dạ. Tức dạ. Là mình sản xuất giày hả chị hả? Dạ, dạ. Dạ. Nga là ở đâu Nga? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À. Dạ. Nga làm giày ở Đồng Nai. Dạ. Rồi, mời em trai. Em tài xế xe anh. Em tên là gì? Em tên Lê Văn Lây. Lê Văn Lây. Lây động hả? Dạ Lây. Lây à. Lây. Lây là y dài hả? Dạ đúng rồi, y dài. À. Hôm nay 44 tuổi. Em ở đâu Lây? Em ở Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Em làm lái xe. Tài xế. Như hiện nay em đang ở đâu? Em ở đường tỉnh lộ 10 á, em đang chạy cho công ty Hưng Long. À, tức là em quê Bến Tre. Ý quên Kiên Giang. Giang. Nhưng mà lái xe ở quận 10. Tỉnh lộ 10. Tỉnh lộ 10 á. Thành phố Hồ Chí Minh hả? Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Vậy thì cũng không xa gì mấy. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục cây. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Hoài. Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế đó anh. Ủa vậy đó hả? Vậy là cũng được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó mà chưa biết á.
Không, không, không có, tại cái hàng của em á là đi nước ngoài không à. À dạ. Thôi của nó mười mấy hai chục. Bữa nào đi Đồng Nai đi. Đi nước ngoài xa lắm, đi Đồng Nai cho gần nè. Rồi không bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái. Dạ, cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì có cái phần dạy như là ai mà nói gì tới em mà không đúng á, cái em buồn, cái buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Ừ, không có làm gì hết, chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Giống Lây hả? Lây sao? Giống anh. Cũng buồn khóc một mình không ai biết. Vậy, vậy là hai... em với anh giống nhau cái chỗ đó rồi đó. Vậy hai đứa về nhà hai đứa ngồi hai đứa khóc mình luôn đi. Vậy là từ nay về sau hai anh chị là buồn khóc có người biết rồi. Ừ. Mạnh ai về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc chứ không ai, không ai nói với ai nữa mới vui á. Kỳ. Ừ. Rồi, còn gì nữa không em gái? Dạ thì em chỉ có đơn thuần vậy thôi. Còn nấu nướng đó thì em cũng biết cách nấu nướng. Ừ. Dạng như nấu những cái món đơn giản trong gia đình ăn ăn thôi anh Quyền Linh ơi. Món gì? Dạng như là cá chiên, trứng à, chiên, thịt kho. Nói chung là những cái món đó thì em đều làm được hết. Còn những cái món mà cầu kỳ quá thì em biết làm. Món đó qua ngoài quán ăn em? Dạ đúng anh. Ăn bình thường rồi. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm khuyết điểm của em thì cái cũng là nấu nướng, nấu rồi cũng được anh. Cũng nấu được luôn. Dạ. Mấy cái món nãy cô gái nấu em được, em nấu được không? Được, bình thường. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Là khuyết điểm là gì Lây? Khuyết điểm thì là sao anh? Cái khuyết điểm là nói nhỏ. Nói như là sao anh? Khuyết điểm của em là nói hơi nhỏ đó, nói lớn lên xíu đi. Cái khuyết điểm của em á là cũng là ít nói. Ít nói. Gì nữa? Hay buồn vậy thôi. Còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp mấy quán cà phê. Em nóng tính, em có gây lộn, có cãi lớn tiếng không? Không anh, em nào giờ em không biết lớn tiếng là em nguội lắm, tính em không có lớn tiếng với ai chứ, em không nhận. Luôn cả người lớn hay là người thương mình hay là em hay đi uống cà phê ở đâu? Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh chứ. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em uống cà phê kiểu gì em nói cho anh nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà phê kiểu gì kể anh nghe một vài kiểu coi. Bình thường thôi anh. Cà phê gì nè? Cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Làm gì có nghĩ mình hay nghĩ với ai? Không đâu, em đi mình nên như em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình nên vô chòi làm gì? Không, anh ơi cho em hỏi có cà phê ôm không anh? Không, tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê ôm em ơi, anh biết cà phê bình thường à. Nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? À, cà phê giỏng thì có. Có thấy chưa? Nhưng mà em nằm ên thôi. Sao ai biết ông nằm ên? Không, sự thật. Không? Chứ nào giờ em không có biết người nào hết chứ á. Biết cà phê giỏng gì còn chọi. Để giới thiệu anh đi với. Đi đâu? Ông tính đi đâu? Anh đi uống cà phê chòi với cà phê giỏng. Cà phê nào cũng đắng cũng ngon hả nè. Cũng đắng ngon hả? Cà phê giỏng ở đâu hay nhất vậy? Cà phê giỏng. Chỉ dành vài điểm thôi. Trên đường mình đi trên đường đó anh. Đường hả? Cà phê chỗ nào chỉ anh? Quận mấy? Ở quận thì em nó lớn anh ơi, bên đây mới nghe, nó nhỏ quá à. Tới lắm em đi cái trên đường chuyến đường em đi làm ăn rồi em quẹo vô em uống thôi. Cà phê giỏng ở đâu nhiều nhất nè? Đường dài đường tỉnh lộ 10. Tỉnh lộ 10 ha. Còn cà phê chòi. A rồi 1A rồi đó anh. Còn cà phê chòi đâu nhiều chỉ anh coi. Cà phê chòi. Cà phê chòi thì ở đâu? Cũng là ở đó luôn anh. Ở tỉnh lộ 10 luôn hả? Tỉnh lộ 10 luôn rồi. Nhà ông muốn đi uống cà phê giỏng không? Muốn uống cà phê chòi không? Tôi dắt ông đi. Nào dắt ông muốn uống chòi như thế nào? Tôi dắt ông đi. Bữa nào dẫn nghe cà phê chòi coi giỏng hấp dẫn quá. Bữa nào dẫn tôi đi uống bữa ơi. Bữa nào muốn đi thì tôi dắt ông đi chứ ông đừng phá người ta. Người ta lên đây người ta tìm bạn gái mà ông cứ hỏi mấy cái chuyện đó không à. Tôi hỏi điểm nào tôi tới tôi uống mà, tôi đâu có rủ nó đi đâu. Bây giờ mà có biết thì cũng không chỉ điểm đâu. Ở Đồng Nai nhiều lắm. Nữa. Công chuyện của mình làm tối ngày đi hỏi người ta địa chỉ là tôi dắt ông đi, tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời. Vậy đó đi hoài à. Không? Bữa nào mình đi uống cà phê chòi bữa nha. Bữa nào tôi dắt ông đi, tối ông đi. Rung không? Nãy giờ nghe chú Linh hỏi vậy có rung không anh? Hồi hộp nhiều lắm chị. Hồi hộp lắm hả? Mà ông cứ hỏi tới mấy cái chuyện không nên nói không mà đúng không? Đúng rồi. Nói thiệt là nãy giờ có giấu giếm gì không? Không, em đâu có giấu gì đâu. Anh hiền khô à.
đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê trời, phải giọng chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công người ta hoài. Ừ. Tại mệt, em vô đó em nghĩ mệt thôi chứ. Vô đó mệt hơn á, nhiều khi vô mấy chỗ mệt hơn á. Không, mình đâu có làm gì đâu mà mệt, mình vô đó mình chỉ nghỉ thôi chứ. Đừng có làm gì hết, để ta làm thôi. Mình coi được á. Mình coi không? Mình coi hả? Không coi. Cái gu kỳ quá, cái gu lão. Coi thấy gì chỉ tôi, nói tôi nghe thôi. Thấy gì đóng nè. Mà em nè, em coi rồi em ngủ dắt em quên rồi. Trời ơi, chút xuống kể nha, coi nha. Nha. Đó, đừng có. Nghe cà phê trò thì giỏng tôi khoái không ơi. Bữa nào hai anh em mình đi riêng bữa nha. Như anh mắc cỡ quá vậy rồi anh có trong lúc mỗi lần mà yêu đương rồi có mắc cỡ không? Mắc cỡ lắm chị. Nào giờ em không có yêu. Không yêu luôn. Nào giờ mấy mối tình rồi? Đó, hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Không phải nha, người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Nha, nào giờ em không có biết là cô gái là gì hết. Toàn ta cua mình không? Không phải là nói vấn đề là cua không cua, cái như mình gặp em tài xế xe thì em chạy một cái mối tình, hoặc là như ví dụ như là người đó thương mình vậy đó, người đó bày tỏ với mình thôi, còn cái thì em chưa có chủ động và yêu ai. Vậy chứ lúc người ta bày tỏ với anh rồi anh trả lời sao? Thì em cũng yêu vậy. Anh nói vậy luôn hả? Thì đúng rồi. Anh nói sao anh trả lời, anh nói cụ thể cho em nghe coi. Ví dụ người ta nói anh ơi giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó, và anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu, nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò vậy thôi. Vậy em, hả? Em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Yêu hai mối tình đó, mối tình nào là dài nhất vậy Lây? Mối tình lúc mà, nói chung ra thì mối tình khi em lớn á, là lúc em gặp cái người đó ở bến xe, khi em chạy xe nghiệp vụ á. Gặp ở bến xe. Dạ, là người đó là em quen 2 năm. Gặp bến xe yêu 2 năm luôn. Những người đó đi ngước người nhà. À. Rồi em cũng vẫn giỡn vậy thôi, nhưng mà người đó thương thiệt. Thương thiệt. Rồi sao? Sao cũng phụ thiệt luôn. Phụ là sao, bỏ em hả? Như tỷ như em nói như chuyện như nhậu nhạc này kia nọ em không nghe đó. Em thì em không có ăn nhậu. Thì cái em nói người đó là không nghe thì em bột mực em không nói tiếp tục nữa. Âm Thanh có nghe không các bạn? Em cứ là cho qua. Âm Thanh có nghe không ạ? Không phải, không có mic luôn á. Nó không có vô mic luôn á. Là em cho qua luôn à, chứ còn cái thì khi tính cái tính của em á là khi không phải là em nói nặng nề phụ nữ gì, nhưng mà người nào em 2 năm trời mà chưa yêu người ta. Có yêu chị. Có yêu rồi. À tức là có yêu rồi có dắt. Cái là nói không nghe là em cũng bực bội. Rồi có mối tình nào dắt đi cà phê giỏng, cà phê chòi gì không? Không chị. Không có mối tình nào mình dắt đi hả? Không đâu. Vậy là mỗi lần đi uống cà phê chòi, cà phê giỏng là đi một mình thôi hả? Thường thường là đi một mình đó, là đi quán cà phê bình thường, quán như đèn màu rồi đó chị. Đèn màu hay đèn mờ? Đèn mờ á. Đèn không mờ. Đèn màu. Đèn màu. Đèn mà như chớp mà đèn màu đâu, bình thường như nhưng mà giống như nhau nha. Mấy quán cà phê màu ảo ảo đó nhưng nha. Nhưng mà anh em ngồi nhiều lắm. Hả? Nhưng mà anh em ngồi nhiều lắm. Thì lúc tắt đèn anh em ra hết đúng không? Không. Bình thường ngồi uống cà phê bình thường thôi, còn cà phê cái như mờ đèn mờ chứ nói em không có vô đâu. Phải không? À, em chủ yếu em chạy xe là em vô quán giỏng, em nằm em ngã lưng. Em nãy giờ giỡn chơi để cho nhà gái ta nghe ta biết cậu này thật tình. Ha. Rồi, hai mối tình đúng không? Mà chưa yêu ai hết lòng đúng không? Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi sao. Ha, chào em gái. Nhà em gái có đi cà phê hả? Không? Dạ, ít lắm anh ơi. Ít hả? Dạ. À, nãy còn hỏi đi cà phê ôm rồi ha. Chắc rành lắm à. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một đời chồng. À. Đã ly dị này được 2 năm. Dạ, nói chung là lúc đó thì em với ông xã em thì ảnh dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Chia tay 2 năm rồi. À, chia tay 2 năm anh. Con em là con trai hay con gái? Dạ, con trai. Con trai? Dạ. Hèn chi chắc ông xã cũng đi uống cà phê này kia rành lắm nè, phải không? Dạ. Con trai hả? Nay có đi không? Dạ không. À, giờ ở với ai? Dạ ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? À, bé đi học anh, ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ, nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. Thôi. Coi như là lỡ một con đò rồi ha. Bây giờ em trai ơi. Sao anh? Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Thì
em nghĩ thì lên đây thì mình tâm sự cái thích hợp á, thông cảm cho nhau thì có thể mình trao cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu giải về sau. Tức là vấn đề mà nhà gái đã có gia đình và đã có một đứa con rồi thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh đúng không? Anh chấp nhận đúng không? Anh có chấp nhận không? Thì em thì một khi em không lên đây, em nên lên đây em cũng chấp nhận người đó. Rồi sau khi mình bấm nút để cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái phần đó thì em cũng đồng ý. Rồi, tức là rồi. Rồi ok đó. Rồi vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Chọn tính tình sao? Tính tình thì tình người, người đó như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt, hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp già người già mình cho qua trước đi, mình từ từ mình qua đó là mình cảm kích với người lớn. Dạ. Nhất cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng, không để ấp mở trong lòng. Thứ ba nữa thì thương một cái tấm lòng sự thật, chứ còn cái là thương giả dối thì đến với em thì cũng không có kết quả. Rồi em thương thật lòng đúng không? Dạ, đúng rồi. Em trai bên đây á, thật ra người con gái là hiền lành hơn con gái. Dạ. Bây giờ những tiêu chí đưa ra thì em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nói thiệt luôn á, là nãy giờ nó nói nhỏ quá em nghe gì hết. Nó nhỏ không? Rồi, chút xíu em sẽ gặp hai người ngồi gần nhau nói lớn ha. Dạ. Nhưng đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn. Đó, chí thú làm ăn luôn á. Còn em muốn tìm một người yêu, một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á, thì thứ nhất á là người đó cũng thiệt tình và đồng thời á phải đồng cảm với em. Đó, rồi cũng phải thương yêu em. Rồi nói chung là em chỉ có đơn thuần vậy thôi. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Tại vì em thấy mà bây giờ mà người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lai? Em thì nói chung ra thì thương mới ghen, còn em ghen thì đúng chuyện em mới ghen. Còn em hoặc là em nhìn thấy gì em cũng không nói. Em từ chối ngay. Tính em vậy đó. Thương với nhau, mình phải tin tưởng lẫn nhau. Còn không thương thì thôi. Rồi. Nghĩa là một khi mà đã nói là có chuyện mới nói. Dạ, có chuyện em mới nói. Mà mỗi lần nói gì là nói dữ không? Nhiều khi em buồn em không nói nữa, em đi nữa. Khóc thôi hả? Chỉ đi ra mình buồn lãng phí thời gian của mình thôi. Trời ơi, mình lãng phí thời gian của mình. Lai đi với ai vậy? Em đi anh. Mình anh hả? Mình anh một mình thôi. Mình anh thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ. Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Âm thanh em khoan xin lỗi em. Em alo cho mình 123 em anh. Chưa có anh Thanh. Alo. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là em họ của chị Nga. Em cũng tên Nhung. Em sinh năm 90. Dạ. Hôm nay em đến với lại chương trình, em cũng muốn biết được chương trình như thế nào và cũng đi theo cổ vũ chị em với biết giao lưu với chị với anh. Dạ. Em thấy anh sao? Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lai á thì có cái nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị em nhưng không? Là em thấy thì em không biết cái đó là do chị của em. Em cũng không biết sao. Nhưng mà em thấy em cảm nhận thứ cảm nhận của em hả? Cảm nhận của em là chắc là em cảm nhận em chắc không hợp. Không hợp ở chỗ nào? Thí dụ không hợp là giống như là không biết em phải nói như sao không nữa. Nói anh là hiền để quá hay sao? Dạ đúng rồi, anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh nhiều hơn anh. Dạ. Bù trừ cho nhau được mà. Dạ. Đúng rồi. Rồi mình người ngoài mình đoán mình cảm nhận thôi, còn để người trong cuộc họ ngồi nói chuyện đúng với nhau rồi. Nha. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Nói lớn lên lầy nha. Đó. Đẹp. Đây là phần của em đó. Vô anh. Trời. Mà anh gửi cho em kỷ niệm. Dạ anh cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một cái cây và một cái hộp kẹo. Dạ anh cảm ơn em rất nhiều. Dạ em cảm ơn. Gửi cái gì đó, tặng cái gì đó. Hả? Em không biết gì. Cái gì đó, đó em coi cái gì ở đây. Cái gì, tờ giấy gì dưới cái quà vậy? Em mở ra coi. Kẹo, gì đây? Kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo hả?
Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi chi anh cũng... Trời ơi xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá đẹp quá vậy? Gì á? Còn đọc đi, đọc đi. Thư tình cuối mùa thu đó. Anh Linh hỗ trợ giùm em cái này, cái vấn đề này được không? Tại vì cái khi em thì cũng chữ em cũng không có gành hung. Không gành hung hả? Nhưng mà em nhìn bảng đi đường rồi kia nọ em biết. Thì tại như em hồi đó em học cũng ít á. À. Với cái chữ bây giờ kia nọ em cũng không có gành hung. Không nhớ nó đúng không? Dạ. Tức là chữ đánh máy thì anh sẽ đọc dễ. À. Còn chữ viết tay anh không đọc được. Anh cũng chữ lúc được lúc không. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Anh nhé. Được không? Viết chữ cũng đẹp lắm á. Ha. Rồi. Anh Lay nói to lên nha. Bỏ đây làm kỷ niệm. Nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lay nha. Cái lá thư nó xếp lại. Coi như là giống như là lưu bút vậy đó. Nó có kẹp một cái lá ha. Rồi, em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi. Nó lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Anh thì anh nhìn thấy em thì cũng là dễ thương. Thì con gái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Nói chung là bây giờ thật sự á, lần đầu tiên thì đến đây cái chương trình thì em cũng gặp lần đầu tiên anh. Thì bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á, thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà mình cảm thấy tìm hiểu hay cảm thấy hợp thì mình sẽ đến. Vậy thôi. Chứ bây giờ em cũng không có thể nào mà đánh giá được con người bên ngoài được. Bây giờ thí dụ giờ mình hẹn hò nhau nè, hai bên đi thử suy nghĩ mình sẽ hẹn hò bằng cách nào? Hỏi đi Nga, em hỏi Lay đi. Thử có Lay nói sao? Bây giờ em cũng hỏi luôn, nếu mà cảm thấy là anh thấy em á thì hợp thì cái cách anh hẹn hò như thế nào và cái con đường sau này anh đi sẽ như thế nào, tại vì em cũng nói luôn là em cũng có một người một đời chồng nhưng mà em thì có một đứa con riêng. Thì trước mắt nếu mà anh cảm thấy chấp nhận em được, anh thương em thì phải thương luôn cả con em. Thì cái bây giờ nếu mà anh thương em không thì con em mà anh không thương thì cũng rất là khó. Nó là như vậy. Thì nếu mà cảm thấy được thì bao lâu anh cưới? Cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. Gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à. Bây giờ từ em trai tôi đang rung trả lời từng câu ha. Trả rồi. Lời lớn lên nè. Lớn lên. Bây giờ câu đầu tiên á là anh thấy cảm tình cô gái trước mặt sao nè? Em thì nhìn thấy thì em thì nói chuyện thì lanh lẹ hơn anh rất nhiều. Đúng rồi. Không nghe cái gì hết. Lanh lợi hơn em rất nhiều. Còn cái thì cái tình cảm thì em không biết, anh không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Thì cái điều kiện đó là anh làm được. Không có chuyện gì khó. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới được không? Dạ. Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Rồi em thích ở đâu? Anh đang hỏi anh mà. Anh thì anh ở cậu hồi nhỏ tới lớn, thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà bên Cần Thơ quê ngoại sống là hồi đó thì anh ở với ngoại. Là còn mình anh cậu Út thôi, cũng là ông cũng năm mấy 60 tuổi rồi. Là bây giờ ở đó thì không ai ở, khi ông mất rồi cũng không ai ở. Khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Ở nó thuộc cái về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền. Sát thành phố Cần Thơ luôn. Nhà đó giờ không ai ở, có mình anh cậu thôi. Ở đó có thể kinh doanh buôn bán gì được không? Ở đó thì không có thể buôn bán gì được. Có trồng vườn, trồng cây đâu thôi. Trồng gì dưới? Dưới sữa rồi dừa. Được bao nhiêu đất? Cũng có công ngoài, ở sao cũng công ngoài ha. Công cái nền nhà thôi. Huyện Phong Điền và giá lên lắm. Tại vì em nói thiệt với anh là tại giờ đó giờ á, quê em thì sinh sống là tại ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó là cũng đang ở Đồng Nai. Nếu như mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước.
chứ nếu mà anh bắt em về đến đó mà không có công việc để là để mà làm á thì thật sự thì kêu em ở nhà mà cơm nước này đó thì anh nhắm anh một mình anh có thể lo nổi như không? Em nghề nghiệp gì? Em có nghề gì? Giờ trước mắt thì em làm ở công ty anh. Công ty nhưng mà em làm cái gì? Bên thợ hay là? Công ty là em về bên kiểm hàng ở bên dạ thể thao. Dạ đúng rồi, KCS. Ở khu nào em? Cái công ty Bon Chen anh biết không? Biết, Bon Chen anh đang giao hàng cho nó mà. Vậy hả? Anh đang giao cối già trong đó đó. Bây giờ á là anh chưa bắt em về Cần Thơ đâu. Nhưng ở Đồng Nai là em ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Của em. Thí dụ nha. Thí dụ bây giờ Lay về ở Đồng Nai với em rồi Lay lái xe rồi hỗ trợ em này kia thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó. Mình mở ra thêm một cái cửa nữa. Đúng không? Rồi còn đất cậu thì để từ từ lâu lâu về thăm cậu thăm ngoại rồi kia. Ngoại ngoại nhiêu tuổi rồi? Ngoại ông ngoại bà ngoại mất hết trơn. À vậy còn cái cậu thôi vậy đúng không? Anh cậu à. À thì cậu cũng lớn tuổi rồi hả? Thì lâu lâu cũng về thăm cậu này kia. Ra nhà gì cậu kia nó có người có nhà hết trơn rồi. À có cái nhà đó thì nhà ông bà để lại thôi, không ai buôn bán hết. Thì cái đó thì cậu mất thì em về đó em ở được. Rồi, cái đó tương lai nhưng bây giờ em có thể về Đồng Nai ở được không? Em đang ở trọ hay hả? Không, em ở trong công ty luôn anh. Công ty luôn. Công ty nó cho thì, hỗ trợ cho mình cái phòng tài xế. Lái xe mà xin ở đâu không được. Lái xe rất là dễ xin. Dễ kiếm việc lắm. Dễ kiếm việc lắm. À, thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á mình sẽ phát huy cách là gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Ở Đồng Nai cũng cái, tốt. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Ước nguyện là có xe chạy dịch vụ đúng không? Dạ. Đơn giản. Rồi. Em thì cố gắng em phấn đấu em chuyện đó thôi. Phấn đấu chuyện đó giờ. Này để dành được nhiêu rồi? Rồi. Cũng thì cũng không có nhiêu, cũng mười mấy hai chục triệu mà cho trong tài khoản thôi nhưng mà cái thì em thì cũng chưa có tính tiền bên công ty kia. Em như em chạy bên kia em nghĩ là công ty ở Tân Đức biết không? Rồi. Gần cũng gần tháng gì đó thì tiền cơm này kia nọ đổ trong đó hết, trong đó thì như chạy nhiều ít ăn ít vậy đó. Nếu mà em tính lương thì nó cũng tầm 15 triệu. Là tức là mười mấy hai triệu trong tài khoản rồi 15 triệu tiền bên công ty cũ chưa lấy. Không chị, là em chỉ mới lấy ra em ăn xài ở trong đó là chi phí của em đổ về đó thôi. Một tháng là được 15 triệu tiền lương. Thật ra là mua cái xe giờ nếu mà mua cái xe thì nếu mà em có khoảng 100 triệu mua xe được rồi, mua trả góp. Chạy dịch vụ từ từ trả cũng được, quan trọng là em có cố gắng chạy hay không thôi. Trong việc của em nếu mà em thì tính của em thì tính vậy mà trở về sau này mà. Bởi vì em mới cần người thương em thật sự. Cần chứ còn cái này em nhìn biết gì cái vấn đề gì cũng không có kết quả chứ em. Tại vì trong việc của em á thì em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ thì nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần người thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết. Đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích xấu hồi chứ. Lấy lợi ích đi cà phê được. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi, chở vợ đi theo. Chở vợ đi theo. Còn thật tình lắm á. Thì em thấy bên anh này rất là thiệt tình. Rất là hiền. Thật sự rất là hiền. So với em tưởng tượng. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền chung phải là hiền giả nữa. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ vấn đề chỗ là em cảm nhận thế nào? Em là người chủ động trong cuộc tình này luôn. Thật ra là cậu ấy quá hiền nên anh có thể là chủ động luôn. Anh tới ngày đó anh phải đón em. Giờ đó anh tới đón em nè. Rồi giờ đó anh chở con đi học nè. Giờ đó anh đưa tiền cho tôi nè. Điều khiển hết. Điều khiển hết. Làm chủ gia đình. Nhưng mà cái gì như ví dụ như anh mất công chuyện chị nội em. Khi anh chạy xe khi anh cũng thường hay chở mấy người mà kế toán hay là trong công ty của anh thì cũng thường ngồi trên xe. Thì nhất là chủ hay là sếp vấn đề đó thì em có ghen không? Nói chung là cái việc đó em thấy là cái đó là công việc mà anh, chứ đâu phải mà dạng cái đó là gọi là bồ bịch như này nọ. Thì nhưng mà sao em cũng biết phân biệt cái nào đúng cái nào sai, chứ không phải mà cứ như vậy là thấy là em ghen. Không có như vậy, anh là không thích vậy. Tại vì anh tài xế xe, anh tâm sự với em thì em cũng biết cái tánh anh thật lòng mà. Dạ. Anh không thương thôi, anh thương là thương thật lòng, lãng phí thời gian của mình, em hiểu không? Nói gì thôi. Đây đâu có ghen, đây ghen đúng luôn. Không. Anh thấy là ở đây là có thể là điều khiển đây được đấy. Bây giờ này nè, em tiến tới nói nhỏ quá, tiến tới nói gần hơn xíu. Em tới tiến tới là mình đứng tới hay là đứng đó? Đứng tới chứ không có kéo cái ghế tới được đâu. Tới đứng này. Em lại nắm tay nhau coi.
Em cho anh xin nắm tay. Đứng kéo nha, đứng lên. Trời ơi, mồ hôi không kìa. Gung ghế mà ra mồ hôi luôn. Gung lắm á. Rồi, dạ. Bây giờ là nè, người ta là còn chưa có trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu gọi là tình đầu từ nãy gì nó lãng lãng không mà nó chưa có yêu thật sự luôn. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi thông lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Được không? Dễ thương không? Cô gái này dễ thương không? Thì anh nhìn thấy thì mà không biết nữa có không giữ không. Dễ thương thì dễ thương nhưng mà không biết có giữ không. Có giữ không em? KCS là cũng dữ lắm á. Tiệm hàng mà nó phải gọi là quyết liệt lắm á em. Nhưng mà cô ấy hân thua người ngoài thôi, đừng hân thua người trong nhà. Đúng rồi, đừng đánh em tôi tội nghiệp. Vậy thôi, đừng có buông tay ra, đứng đây. Không được anh, được anh. Không có được, chưa có được. Đây nè, em cho tao nắm tay chút xíu đâu, làm dữ vậy. Rồi, bây giờ nắm tay nhìn Nga. Em hát thử bài gì đó cho nó. Hát á là anh phải thả tay em ra, anh mới tự tin. Anh nắm tay em, anh có tự tin hát đâu. Anh cứ hát bình thường. Tao muốn nắm tay thì sao? Rồi anh hát đi. Không cho nắm tay, không nhậu tới mà ôm luôn. Ờ. Thì anh xin hát bài Ai Là Bạn ha. À, đứng sát sát vô. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật rồi, bởi vì số phận tôi gặp không may. Tương lai mong ước trong đời xuôi thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sáng trời ơi. Hay quá. Cuộc sống lên xe xuống ngựa là thương, nhưng sao con người chẳng hiểu cho nhau. Quan tâm lúc mình sáng giàu, hỏi thăm nói chuyện ngọt ngào. Chẳng tay gọi chẳng thấy bạn bè đâu. Ta bây giờ chỉ là một kẻ bơ vơ, không bạn bè, không nhà và cũng không xe. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời. Ta hạnh phúc bên người, người ơi. Đó. Được chưa? Hát hay quá. Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi chứ. Nói đi, nói dẫn đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì sao em? Thì vấn đề nãy giờ em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào? Em nói đúng, đúng. Tìm hiểu thì như ví dụ như anh thì anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì chắc cũng nếu mà anh rảnh thì bữa chủ nhật một tuần anh, tại anh làm một tháng thì có 26 bữa thôi. Nhiều khi tăng ca chở ship đi công chuyện, đi ship đi giao thiệp này kia nọ thì anh tăng ca. Đó thì một ngày đó thì cũng anh chạy mệt rồi thì chạy qua một tuần sau nữa anh mới rảnh nữa. Dạ. Đó, nhiều khi cái lắm lúc đó, công việc làm của anh thì có thể tìm hiểu mình gọi trực tiếp online cho nó rõ hơn. Dạ. Còn khi mình tìm hiểu nhau mình gọi điện không được, cái đó thì mình cũng có phạm lỗi với tình bạn ha. Dạ. Anh chỉ như thôi. Còn anh chỉ muốn nói với em á thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mà đừng nên bỏ lỡ ha. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai là người thương mình thật lòng. Dạ. Anh mong em đừng bỏ lỡ ha. Hay quá. Được chưa? Anh nói nhỏ mà tới câu cuối hay hơn ghê không? Rồi, bây giờ để tay nút bấm đi. Em trai, em gái. Em mình suy nghĩ kỹ nha em. Đúng rồi, suy nghĩ kỹ nha. Để nút bấm thế nào nè. Lấy ở dưới đó, ngồi sát vô đó. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì bấm nút á là mình cho nhau một cơ hội thật sự. Còn nếu mà mình nghĩ đây không phải là thôi đừng có bấm. Nếu mình thấy rằng đây không phải là người nó hợp với ý của mình cũng đừng có bấm. Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau ha. Suy nghĩ cho kỹ nha em gái. Dạ. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Không biết có bấm hay chưa. Em gái không bấm. Dạ. Em còn băn khoăn điều gì?
Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền và nói chung chắc không phù hợp với em. Em cũng đoán là chị sẽ không bấm, bởi vì với tính cách của chị thì chị sẽ phù hợp hơn với một người đàn ông quyết liệt, mạnh mẽ. Anh này thì lại quá hiền. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Đôi khi anh này đi qua công ty của chị giao hàng rồi gặp nhau, lúc đó thì sẽ là một cái cơ hội khác. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà phù hợp với khó mình lắm. Nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau, hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình, bổ trợ cho họ, hỗ trợ cho họ thì mới được hơn. Thật ra nếu như mà theo anh á, nếu như em là em gái của anh á, anh sẽ khuyên bấm anh này. Bởi thật ra là anh rất là đàng hoàng, cái nhất là những con người này khó tìm lắm. Để tìm một cái người mà cá tính như em á thì rất là khó ổn nha. Nó dễ chọi nhau lắm. Nó dễ chọi nhau lắm. Cá tính của em rất là mạnh. Anh biết là em làm cái công việc đó cá tính mạnh mẽ lắm. Em mà gặp người khác mà gọi là ấy là em là sực luôn á. Mà nếu ta mạnh quá ta sẽ cãi nhau với em, thậm chí là đúng nó mâu thuẫn liên tục. Em cũng rất là muốn chị bấm nút. Tại vì tuy là hai tính cách không hợp nhau nhưng nó sẽ là bổ trợ cho nhau. Một người nóng thì sẽ là một người lành. Thì lúc đó mình không có gọi là không có mâu thuẫn ở trong cái cuộc sống, không lớn tiếng. Hai anh chị mà đến với nhau là bảo đảm không có lớn tiếng đâu. Tại vì cái gì anh cũng nhịn hết. Còn nếu như mà chị tìm một người mà phù hợp với tính cách của chị thì cái sự xung đột ở trong gia đình đó nó sẽ luôn luôn đúng có. Đúng rồi, nó sẽ có. Đó là một trong những điều mà tụi anh luôn luôn mong muốn, những cái người không hợp với nhau họ sẽ đến với nhau. Có cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn, bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thì họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Dạ. Thôi duyên số mình không có rồi em trai nhé. Em thì tính của em thì em ít có cua gái lắm, gái em nhút nhát không biết cua. Anh là không biết cua. Gái thì em này thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em, có rất nhiều người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Vấn đề là người ta có duyên mà không có nợ thôi. Rồi chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Càng sớm càng tốt, hợp với mình để chúng ta sống đến răng long đầu bạc. Dạ. Rồi cảm ơn hai em.